Bình Thuận, nơi được mệnh danh là Vương quốc Thanh Long của Việt Nam, bởi nơi đây được phủ kín bằng những trụ thanh long thẳng tắp, xanh mướt đẹp mê hồn. Những vườn thanh long Bình Thuận không chỉ đem đến thu nhập và nguồn sống cho bà con nơi đây, mà nó còn là một phần của tuổi thơ gắn bó để mỗi người con khi xa quê luôn nhớ và tự hào về mảnh đất thân yêu này. Đến với các trang trại thanh long đạt chuẩn Việt Gáp, Global Gáp Bình Thuận, nơi có những con người ngày đêm miệt mài gắn bó, chăm sóc vườn thanh long bằng tình yêu và đôi bàn tay cần mẫn, từ hom giống đến gốc cây, cành lá đều được tuyển chọn và chăm sóc cẩn trọng, tạo nên những vườn thanh long xanh tươi, đơm bông, kết trái, cho năng suất cao và chất lượng đạt chuẩn thế giới. Ngắm nhìn vườn thanh long đỏ rực mang nhiều chất bổ dưỡng cho sức khỏe con người, cùng với nụ cười chất phác của người nông dân, đã thôi thúc chúng tôi không ngừng nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm mới giúp gia tăng giá trị cho trái thanh long Bình Thuận. Trải qua những chuỗi ngày miệt mài nghiên cứu và phát triển không ngừng của một tập thể tận tâm, nhiệt huyết cùng những chuyên gia về thực phẩm, chúng tôi, công ty Thanh Long Bình Thuận cùng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Kinh tế và Công nghệ Sài Gòn đã tập trung phát triển sản phẩm mì ăn liền có thành phần trái cây thanh long. Rượu khai vị thanh long, một trái cây thanh long được chế biến từ trái thanh long và thanh long sấy organic mang thương hiệu Kati. Trong đó, thanh long sấy organic hiện đã và đang được xuất khẩu sang thị trường Mỹ và rất được ưa chuộng. Với những cải tiến vượt bậc, sản phẩm thanh long sấy organic của chúng tôi đã đạt được các chứng nhận quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm như FDA của Hoa Kỳ, Global Gap, HACCP, COSER và nhiều chứng nhận, giải thưởng khác. Tất cả thanh long sau khi thu hoạch sẽ theo dây chuyền được rửa sạch sẽ trước khi đưa vào khi sơ chế. Mọi công đoạn chế biến đều được kiểm soát và tiến hành một cách nghiêm ngặt. Đặc biệt, chúng tôi đã áp dụng quy trình sản xuất mì bằng công nghệ nano tiên tiến hàng đầu với hai dòng sản phẩm, mì ăn liền thanh long nano có chiên và mì ăn liền thanh long công nghệ nano không chiên. Sản phẩm mì ăn liền thanh long công nghệ nano đã được Hội đồng Tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận xác nhận hoàn thành theo giấy chứng nhận số 797/SKHCN/XNKQKHCN ngày 22 tháng 6 năm 2021. Đồng thời, với kết quả nghiên cứu quy trình sản xuất mì ăn liền từ trái cây thanh long ứng dụng công nghệ nano đã được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã thẩm định và cấp chứng nhận công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Long Bình Thuận là doanh nghiệp khoa học đầu tiên của tỉnh Bình Thuận bằng quyết định số 01/GCND/NKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2021. Mì thanh long Kati là sự cải tiến vượt trội về chất lượng, sợi mì từ trái thanh long tươi giúp thanh nhiệt cơ thể, thanh mát trong từng sợi mì, không lo bị nóng và không lo nhiều tinh bột, an toàn thực phẩm, tốt cho sức khỏe, phù hợp với cả trẻ em. Như chúng ta đã biết thì sản phẩm trái cây thanh long là một trong những cái sản phẩm nông nghiệp rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt ở tỉnh Bình Thuận. Đây là một cái sản phẩm thứ nhất là nó có cái nhiều cái ưu điểm. Và chúng ta đã có rất nhiều cái sản phẩm để xuất khẩu để thanh long sang các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên để nâng cao cái giá trị của trái cây thanh long thì cái việc mà chúng ta chế biến từ những cái sản phẩm trái cây thanh long rất là quan trọng. Trong đó thì lần đầu tiên ở Việt Nam chúng ta đã sản xuất ra cái mì Kati thanh long. Đây là một cái sản phẩm mà có thể nói có chất dinh dưỡng rất là cao và đặc biệt là nó gắn chặt với cái trái cây thanh long. Và nó thương hiệu rất là tốt ở Việt Nam chúng ta, gắn liền với cái sự phát triển công nghệ về thực phẩm tại Việt Nam. Trái thanh long nó là một cái trái cây rất là phổ biến ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nó về giá trị dinh dưỡng ấy, là trái cây thanh long nó rất là giàu vitamin và khoáng chất. Đặc biệt là nó rất là phổ, khi mà người dùng ăn trái thanh long vào thì người ta sẽ cảm thấy nó rất dễ chịu. Nó cảm giác nó mát và nó thanh nhiệt cho cơ thể. Cái sự kết hợp giữa một cái loại trái cây nó tạo ra cái cảm giác mát, giàu vitamin và khoáng chất với lại cái sản phẩm mì ăn liền tạo ra cái cảm giác nó sinh nhiệt và nóng như vậy thì nó ra một cái sản phẩm rất là tốt, rất là phù hợp với lại cái nhu cầu tiêu dùng của người Việt Nam nói riêng và người đặc biệt là người khu vực châu Á nói chung. Nếu mà cái sản phẩm này, cái ý tưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Long Bình Thuận mà thành công đó, thì nó sẽ góp phần giải quyết cái đầu ra một cách rất là căn cơ, cái bền vững cho cái việc phát triển cái cây thanh long, mang lại cái nguồn thu nhập, mang lại cái giá trị việc làm cho nông dân nói chung và cho nền kinh tế của các tỉnh phía Nam cũng như là nền kinh tế của Việt Nam. Một cái loại mì ăn liền mà có thành phần của trái cây thanh long với một cái ý tưởng rất là độc đáo và một cái giá trị dinh dưỡng, một cái giá trị về sức khỏe rất tốt cho người tiêu dùng như vậy thì tôi tin chắc rằng là cái sản phẩm này sẽ được người tiêu dùng của Việt Nam cũng như là ở các nước khác đón nhận một cách rất là có thể là rất là nhiệt tình và có thể hứa hẹn một
một cái thị trường rất lớn cho cái ý tưởng sản xuất cái miền liền từ trái cây thanh long của công ty. Hiện nay thanh long Bình Thuận trồng khoảng 34.000 hecta là thanh long trồng nhiều nhất trong cả nước. Hiện nay hàng trăm doanh nghiệp theo đuổi cái nghề thanh long này, và nền kinh tế Bình Thuận hiện nay cũng là chủ lực của việc trồng và xuất khẩu thanh long. Những năm gần đây việc tiêu thụ thanh long hết sức khó khăn, giá cả thanh long có lúc rất hết sức bấp bênh. Riêng bản thân tôi là chủ tịch hiệp hội thanh long Bình Thuận rất chăn trở vấn đề này, và lúc nào cũng nghĩ muốn phát triển thanh long bền vững thì phải gắn liền với chế biến. Rất mừng là công ty thanh long Bình Thuận có nhã ý ra đời một dự án mì thanh long với công nghệ nano. Bản thân tôi và ban chấp hành hiệp hội thanh long Bình Thuận hết sức ủng hộ cái dự án này và cùng đồng hành 100% dự án này đi đến thành công. Mì ăn liền, rượu khai vị, bột trái cây và thanh long sấy organic được chế biến từ trái thanh long mang thương hiệu Kati chính là sự kết hợp quà tặng của thiên nhiên, là kết tinh của tri thức và tình yêu với trái cây Việt Nam. Chúng tôi sẽ luôn kề vai, sát cánh tiến về phía trước với quyết tâm đưa các sản phẩm mang thương hiệu Kati phân phối khắp Việt Nam và vươn xa khắp các quốc gia trên thế giới. Sự hài lòng của mọi người khi đón nhận mì ăn liền có thành phần trái cây thanh long, rượu khai vị thanh long, một trái cây thanh long được chế biến từ trái thanh long và thanh long sấy organic thương hiệu Kati chính là sự cổ vũ, tiếp sức cho chúng tôi trên hành trình tạo ra nhiều sản phẩm thanh long đặc trưng của quê hương Bình Thuận Việt Nam đi khắp Nam Châu. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu tiên mì thanh long mang theo lời nhắn tình yêu. Mì tôm thanh long, mì tôm thanh long, mì tôm cà ti, mì tôm thanh long, chờ anh thương yêu, chờ anh thương yêu, mì tôm cà ti, mì tôm cà ti, chờ anh tình yêu, chờ anh tình yêu, mì tôm thanh long, mì tôm thanh long, mì tôm thanh long, mì thanh long cà ti, mì tôm thanh long. Mì tôm thanh long